của sự quyến rũ, phải chắc chắn tóc bạn không bị nhợn. Clear sạch nhờn da đầu mới với tinh chất chanh, loại sạch dầu và chất nhờn trên da đầu, để bạn tự tin gần nhau hơn. Clear sạch nhờn da đầu mới, loại sạch chất nhờn trên da đầu.